Chào các bạn, mình đã trở về Sài Gòn và mình đang trên đường tới khu chuyên bán lẩu. Đây là đường Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8. Con đường này có rất là nhiều quán lẩu. Hôm nay nhà mình sẽ vào quán lẩu Hữu Nghị. Đây là menu của quán nè. Ngoài các loại lẩu còn có các món khác. Ở đây các bạn ăn món tôm rang muối hay mực chiên giòn. Cánh gà chiên nước mắm cũng ngon lắm á. Nay nhà mình gọi mực chiên xù và cái lẩu uyên ương. Lẩu này có hai ngăn, một ngăn là lẩu sa tế cay cay, còn một bên thì không có cay. Còn đây là mực chiên giòn nè. Món này làm rất là ngon nha. Bột bao quanh mực. Ở trong là mực dai dai giòn giòn. Ở ngoài là giòn như là bánh snack vậy. Món này là một trong những món đặc biệt của quán đó. Đây là mực chiên giòn, ăn rất là giòn giòn như bánh snack vậy. Công nhận người ta chiên cái bột gì mà ngon ghê luôn á. Ăn như bánh snack vậy á, đã lắm. Giờ nước lẩu sôi rồi, mình bỏ đồ ăn vào. Dĩa đồ ăn này cũng nhiều đó. Thank you.
Tại sao lại gọi là lẩu Uyên Ương, các bạn biết không? Hả? À, hai người Uyên Ương, mà hai người lẩu Uyên với con Ương, con chim đó. Anh sầu quá đó anh. Lâu xuống chứ còn ngắt gì. Cay nhưng rất ngon, vị đậm đà. Lẩu ở đây theo kiểu người Hoa nên nước lẩu có các gia vị gia truyền nên ăn rất là ngon. Đang dùng con bún mực này không?